bạn sẽ thông cảm nếu chồng có quỷ đen, đúng hay sai? Đúng. Đúng ạ, tại sao ạ? Xuân Lan nghĩ rằng quỷ đen là, thực ra nó là một cái tên quỷ đen thôi, nhưng mà đó là một cái số tiền có thể giúp cho người chồng của mình có thể có những cái câu chuyện xử lý về kinh tế một cách khéo léo nhẹ nhàng, và đôi khi nó cũng tránh làm cho bị căng thẳng về câu chuyện kinh tế tiền bạc của hai vợ chồng trong gia đình. Thì mỗi người nên có một cái khoản tiền nào đó để có thể xoay sở trong cái mong muốn của mình trong cuộc sống. Dạ, vâng ạ. Câu tiếp theo, cuộc chiến quỷ đen có phải là bi kịch hôn nhân, đúng hay sai? Sai ạ. Theo Xuân Lan nghĩ thì cái quỷ đen á, tùy theo quan điểm của hôn nhân của mỗi gia đình. Có những người sẽ rất căng thẳng và không chấp nhận được cho chồng mình hoặc vợ mình có quỷ đen. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ theo một cách tích cực thì cái quỷ đen nó chỉ là một cái gì đó, nó chỉ là vật chất thôi. Còn quan trọng với Xuân Lan quan điểm là tình yêu, sự tôn trọng, sự chia sẻ và thấu hiểu cho nhau mới là quan trọng nhất. Còn cái câu chuyện quỷ đen về để cãi nhau, để đánh mất cái tình cảm gia đình, cái hạnh phúc gia đình, và để đánh mất những cái thiện cảm của những người xung quanh bởi chỉ vài những đồng tiền thôi, thì cái đó là điều rất là không đáng. Tại vì các bạn sống đến cuối đời, các bạn có thể phấn đấu, các bạn có thể đi kiếm tiền, và đó là một cái động lực cho tất cả mỗi con người đi kiếm tiền. Thì kiếm tiền đến cuối đời nhưng chưa chắc người ta kiếm được một người chồng hay một người vợ cho cuộc đời người ta để người ta hạnh phúc. Thì cái điều đó các bạn phải suy nghĩ rằng cái gì quan trọng hơn. Tình cảm quan trọng hơn, đúng không ạ? Cái người bạn đời của mình sẽ là quan trọng hơn. Nếu chúng ta có một gia đình an yên, hạnh phúc, chúng ta được đỡ đần, chúng ta sống hạnh phúc trong cái gia đình đó, thì chúng ta có rất là nhiều năng lượng tích cực để chúng ta có thể đi kiếm tiền tiếp. Còn nếu mà chúng ta giữ tiền đó mà chúng ta cô đơn, chúng ta buồn bã, chúng ta sầu não, rồi lúc bệnh không ai lo, lúc ốm đau không ai quan tâm chăm sóc, thì ôm tiền cũng chẳng để làm gì. Và chúng ta thành nhìn thấy rồi, thấy cái hình ảnh ở trong cái mùa Covid có rất nhiều người ra đi với một đống tiền mà thậm chí người nhà còn không được dự đám tang. Thì Xuân Lan nghĩ rằng sau một cái mùa đại dịch thì để cho chúng ta nhìn lại rất là nhiều thứ giá trị trong cuộc sống. Nên trân trọng những cái gì đó trước mắt và nên trân trọng những cái gì thuộc về con người. Dạ vâng ạ. Và câu tiếp theo, lập quỹ đen và dùng để báo hiếu cha mẹ, đúng hay sai? Cái này thì mình sẽ đưa luôn hai bản nha. Vừa đúng vừa sai ạ. Vừa đúng vừa sai. Vì mỗi gia đình đó có những cái trường hợp, có những người chồng hay người vợ lập quỹ đen bởi vì người vợ của mình hoặc người chồng của mình, nói chung là người bạn đời của mình, không có đồng ý về cái chuyện mà về báo hiếu cha mẹ. Cảm thấy rất là kinh tế, có nghĩa là mỗi tháng thí dụ thu nhập của hai vợ chồng là bao nhiêu đó tiền, thì anh chỉ được xài bao nhiêu đây thôi cho ba mẹ thôi, hoặc là em chỉ được gửi bao nhiêu đây về cho ba mẹ em thôi, còn tiền nhà, tiền điện, tiền chợ nước, tiền học con, tiền đóng tiền xe, tiền tống tiền, tất cả những cái chi phí của hai vợ chồng, thì đâm ra nó thành một cái áp lực vô hình. Và đôi khi, nhiều khi cha mẹ lớn tuổi rồi, lâu lâu bệnh chút, ngày mai đau chút, thì muốn tặng thêm tiền cho ba mẹ đi khám bệnh cũng không thể. Thì điều này là điều mà dẫn đến căng thẳng của rất nhiều cặp gia đình, và điều này là điều không đáng nha các bạn. Một lát Xuân Lan sẽ phân tích lại coi tại sao không đáng. Còn có những cái người nói là chỉ đưa ra lý do là lập quỹ đen đó để báo hiếu cha mẹ, nhưng mà không phải. Có những ông lập quỹ đen ra để đi nhậu hoặc là đi đâu ở đó ngoài luồng, thì những người vợ lại bắt được thì lại nói không, tiền này là tiền anh báo hiếu cha mẹ, thì thật ra cũng tội nghiệp cha mẹ không phải là bình phong để đổ thừa. Hoặc là những người vợ để dành quỹ đen để đi shopping, để đi mua sắm, hoặc là để đi làm cái điều gì đó mà người chồng cũng không có cảm thấy thoải mái lắm, thì cũng lại đem ba mẹ ra nói tiền này báo hiếu cho cha mẹ. Thì cái này Xuân Lan chọn vừa đúng vừa sai. Tuy nhiên cái câu chuyện đúng sai này nó sẽ không quan trọng nếu các bạn thẳng thắn chia sẻ với nhau về những cái thứ các bạn có thể làm. Và quan trọng, ở trên một cái nền tảng của giá trị gia đình thì cái sự tôn trọng là cái điều quan trọng nhất. Có thể cũng không phải báo cáo về quỹ đen, bởi vì đã là quỹ đen thì không cần phải cho chia sẻ ra dưới ánh sáng. Nó là đen rồi mà, nó không có trong sáng đâu. Và một câu cuối cùng, đó là quỹ đen thì hay thường mọi người nhìn theo cái hướng tiêu cực, theo chị là đúng hay là sai ạ? Cái này thì Xuân Lan chọn là đúng. Bởi vì nói là câu hỏi của Thúy Vân là mọi người hay nhìn theo cái hiểu
là cái hướng là tiêu số cực. Đông đó. Đúng rồi, số đông. Thì mọi người hay nghĩ quỷ đen là một cái gì đó không minh bạch. Là một cái gì đó không có rõ ràng và không có nên giấu quỷ đen. Còn Xuân Lan thì nghĩ ngược lại. Cái này là mình nói trong quỷ đen, ở trong phạm vi của gia đình thôi. Mỗi người sẽ có một cuộc đời. Trước khi mình gặp chồng mình, mình gặp vợ mình, thì mình là một cái bản ngã của cuộc đời của mình. Thì mình vẫn phải có những cái mối quan hệ xã hội, cha mẹ, bạn bè, gia đình, những người thân, thậm chí con rơi ở đâu đó chẳng hạn. Nhưng mà lúc mà mình gặp một cái người bạn đời hiện tại thì có những cái câu chuyện tế nhị không thể chia sẻ. Mà những cái khoản chi đó các bạn vẫn phải có một cái khoản nợ cũ ở đâu đó. Nợ về tiền, nợ về tình cảm ở đâu đó các bạn phải chi. Nhưng mà nếu chia sẻ thì cái người chồng hoặc là người vợ của mình sẽ không có thoải mái và không có đồng ý lắm. Bởi vì đó là những cái món nợ về trong quá khứ. Thì Xuân Lan nghĩ rằng cũng nên có một cái khoản tiền để lo cho cái cuộc sống của mình. Bởi vì hai cuộc đời ráp lại chưa chắc nó sẽ là 100%, nó sẽ dán dính và nó sẽ đồng nhất với nhau. Tại vì chén bát để trong sóng mà còn khua nhau mà. Thì hai cái cuộc đời ráp lại, các bạn có thể cố gắng thích nghi, các bạn cố gắng có thể vì nhau. Nhưng cái câu chuyện tiền bạc là câu chuyện rất nhạy cảm. Dạ đúng. Một lúc nào đó chồng Xuân Lan có những cái khoản chi cho gia đình nếu gia đình có việc. Thì lúc đó nếu mà Xuân Lan đang cảm thấy căng thẳng về kinh tế thì chắc chắn sẽ cãi nhau. Và lúc nào đó Xuân Lan đang có câu chuyện về con cái, về chi tiêu, về đưa con đi du lịch hoặc là mua đồ chơi cho con, trong cái câu chuyện lời hứa nào đó, hoặc là ba mẹ lúc đó đang ở trong cái câu chuyện mà để dưỡng bệnh, thì mình cũng sẽ có những cái chi tiêu nhiều hơn. Thì lúc đó nếu không hiểu, không tôn trọng thì cũng sẽ cãi nhau. May mắn là câu chuyện của hai vợ chồng Xuân Lan là rất là minh bạch về tài sản. Anh làm bao nhiêu tiền anh đưa về hết. Câu chuyện là mình cũng tế nhị là mình luôn luôn có một cái khoản từ 30 triệu đến 50 triệu để bắt ngược lại trong tài khoản của chồng, để chồng có một cái gì đó để xử lý, thì không có phải suy nghĩ đắn đo quá về tiền. Xuân Lan nghĩ đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Ai cũng phải vì tiền hết, ai cũng đi kiếm tiền hết. Và có những người không có thu nhập cao thì họ rất là chi li trong từng đồng xu, từng, có nghĩa là từng có bó rau, từng con cá để cho chi tiêu trong gia đình, để gói ghém ở trong cái khoản thu nhập vừa đủ. Thì khi mà phát hiện chồng mình có quỹ đen hay vợ mình có quỹ đen thì người ta sẽ cảm thấy rất giận. Bởi vì cái đó là cái sự tiết kiệm mà người ta sống rất khó khăn để người ta chật vật, để thích nghi trong cái khoản thu nhập người ta vừa đủ. Nhưng mà hãy thử hỏi, nếu trường hợp mình cần cái đồng tiền đó để mình giải quyết thì mình có thích chồng mình la mình như vậy không? Hoặc là mình có thích vợ mình mắng mỏ mình giống như bây giờ hay không? Thì nếu mà mình đặt mình vào trong cái thế của đối phương thì mình sẽ có một cái sự thông cảm, mình có sự tôn trọng. Và thật ra với lại cái câu chuyện tôn trọng và chia sẻ, đó là hai cái từ khóa rất là lớn để cho cái việc mà bạn biến cái sự tiêu cực của quỹ đen trở thành tích cực.